Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô Vũ Duy Ô Tô trong một buổi chiều. Phải nói thời tiết hôm nay quá đẹp luôn các bác ạ. Trời tiết trong xanh, mát lành và em lại mang đến cho các bác một chiếc xe màu đỏ cực kỳ đẹp và cực kỳ ấn tượng luôn. Một chiếc xe với cái giá tiền nó chỉ hơn 300 triệu nhưng các bác đã có ngay được một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Dòng xe chạy rất là lành bền và đây là một chiếc Mazda 2 các bác nhá. Một chiếc Mazda 2 sản xuất năm 2016, xe bao đẹp với biển thủ đô Hà Nội 30F10864. Tư nhân chính chủ luôn và cái dòng này thì đi cực kỳ sướng rồi, lại tiết kiệm nhiên liệu nữa, ăn xăng ít nữa, thế thì tội gì mà không đến xem xe. Đây là một cái dòng xe hatchback, đây là một dòng xe hạng sedan hạng B, một dòng xe sedan hạng B rất là đẹp luôn, căng luôn, đấy, la răng phanh đĩa 4 bánh ABS đầy đủ và chiếc xe này sử dụng động cơ K-Step máy 1.5. Ăn xăng rơi vào tầm khoảng 6 lít, 5 lít trên 100 cây. Và cái dòng này thì nói chung là ai mà đã đi thì biết là nó độ chất nó như thế nào rồi. Em này thì được mua mới tại Mazda Mỹ Đình nhá, được bác chủ bác ấy đi và sử dụng rất là giữ gìn. Đấy, lâu năm rồi nhưng mà về chất xe vẫn còn ok. Cả miếng lùi rồi camera lùi cho các bác đầy đủ, màn hình nguyên bản của hãng và nội thất của xe thì vẫn còn zin. Cái dòng Mazda 2 này đẹp là phải có những cái con xe mà nó còn zin từ nội thất cơ, chứ còn những cái xe mà đã được độ lên rồi, nói thật các bác là độ chất không ăn thua đâu ạ. Em này thì chạy được có 9 vạn thôi và chất xe thì máy rất nổ, rất là êm. Đấy, tiết kiệm và cái dòng này thì nói chung là máy zin đi sướng hẳn rồi. Cam kết cho các bác là không có ngập nước, không đâm đụng nhá, giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ. Và cái dòng này nó có một cái dòng thiết kế phải nói thực sự là quá yêu thương luôn. Chị em phụ nữ đi thì rất thích hợp và những bác nào nam giới có điều kiện kinh tế vừa phải với cái tầm khoảng hơn 300 đến 400 thì sự lựa chọn Mazda 2 cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Các bác đi những cái dòng này thì vừa linh hoạt vừa tiết kiệm và đặc biệt là cái kiểu dáng của nó thì không lỗi mốt theo thời gian. Đặc biệt là mặt catalang của chiếc xe thì các bác nhìn này, đẹp luột là và không có đối thủ luôn. Xe vừa về xong nhá, nên bác nào mà yêu thì mời các bác qua xem xe và lái thử trải nghiệm luôn. Biển thủ đô Hà Nội 30F10864. Đấy, không có là gãy vỡ, không biến dạng, còn nguyên luôn. Biển số sạch sẽ rõ ràng. Đấy, mạ chrome sáng bóng và con này thì có logo thì không cần phải chê đâu rồi. Đấy, hệ thống đèn của chiếc xe đang sử dụng là đèn bi LED nhá. Ánh sáng rất là mạnh luôn, khả năng chiếu sáng tốt và đặc biệt là cái này thì không ảnh hưởng đến đăng kiểm các bác nhá. Quy chế của đăng kiểm hiện nay là không có vấn đề gì. Đấy. Còn đèn định vị với đèn gầm bên dưới đây, đồng sơn cản của xe thì tương đối là sạch sẽ, ngon lành cành đào. Đấy, không có vết trầy xước. Đây các bác nhìn này, đồng sơn cản xe rất là đều đẹp luôn, căng luôn và không hề lỗi lầm nhá. Toàn bộ sơn cản xe đây đều ngon lành cành đào. Đấy, và bên đèn bên này cũng thế này. Em này thì có tem VATC rồi nhá, về là các bác không phải làm gì đâu, cứ vậy là đi thôi. Ok. Tôn vỏ của xe thì tương đối là căng. Đấy. Và xe thì được cái là gân sườn các thứ của xe là còn nguyên. Em này thì không có đâm va, không tai nạn ngập nước, ốc cabo là còn zin nguyên. Các cái sườn, các cái khe này nó đều không có lệch lạc nhá. Đấy, và dàn lốp của chiếc xe thì cũng đang sử dụng là dàn lốp mới tinh vì em này đã chạy được hơn 9 vạn rồi. Bác chủ có cái thay quả lốp này là 2022 và lốp thì vẫn còn nguyên ta lông. Đây, các bác nhìn này, toàn bộ ta lông còn nguyên. Lốp mới thay. Đấy, lốp Togo, dòng lốp khá là lành và chắc chắn. Đấy, có phần cua lốp này các bác này. Đấy, cua lốp là không có mục mọt tí nào, sạch sẽ, ngon lành phở. Đấy. Và em này thì kính còn zin nhá, kính còn zin toàn bộ. Đấy, bác nào mà thích cái dòng xe hàng xịn sò mà bao chất bao zin thì cứ em này mà diễn. Đấy, tiếp tục bên này là các bác có thể nhìn là mạ chrome này, quanh viền. Đấy, rồi chân kính này, đây các bác nhìn này, ốp chrome sáng bóng luôn. Đấy, và kính điện của chiếc xe là 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường, có điều khiển điện ok nhá, một chạm ngay từ cánh lái này, rồi kính phụ đây lên xuống bình thường, tốc độ lên xuống kính rất là nhanh chóng. Đấy, đầy đủ và tất cả kính thì có phim cách nhiệt hết rồi. Nội thất ghế của chiếc xe đấy, một niềm tự hào bên em Vũ Duy Ô Tô, đó là ghế nó còn zin. Bình thường cái dòng này thì đi nhiều không bao giờ giữ được, nhưng mà đây là giữ được, vẫn còn nguyên bản, ghế da còn nguyên và da này nó rất là mềm. Đấy, tuy nhiên là đây là ngồi nhiều này. Đấy, cái đấy bình thường các bác nhá. Vâng, như thế là quá bình thường rồi. Còn cái phần lỗ thoáng này, đấy, sờ rất là mềm mịn, đấy là ghế da zin của xe. Đấy. Và em này thì được cái là vô lăng, đấy, vô lăng vẫn còn đẹp này. Toàn bộ phần vô lăng là còn đẹp. Đấy, các cái phím điều khiển tích hợp thông tin ở trên đây. Đấy, đồng đấy, nó có rõ ràng luôn các cái thông tin trên xe, rồi âm thanh, điều chỉnh âm thanh cũng như là cài đặt giọng nói. Bên này thì các cái cụm phím này vẫn còn đẹp này, vẫn còn nguyên này,
các cái dấu này còn nguyên nhá. Và có hệ thống chống trơn trượt cũng như là hệ thống dừng đỗ e-stop. Đấy, bản lề ốc của xe là vẫn còn nguyên và chưa có động chạm gì cả. Đây các bác nhìn là toàn bộ bản sơn ốc đây. Đấy, tầm này nó bắt đầu chiều tối muộn rồi, không nhanh quay review cho các bác là sẽ tối om om luôn. Thời tiết rất là nhanh tối nhưng mà được cái là xe chất nên là bên em cứ tự tin bán được các bác thôi. Đấy, không phải làm gì, không phải nghĩ gì. Và con này thì gương kính là có cụp xe điều khiển điện đàng hoàng nhá. Đấy, không này nhiều bác này bảo là con này không cụp được chết em. Đấy. Hôm nọ có bác ấy hỏi con Ford Mondeo nó có cụp điện được không thì em lại không nhớ, em lại bảo không. Thế đến lúc mình sờ vào cái bảo quá thì bác ấy bảo úi giời, thế là chú lừa dối khách hàng và chết giá. Mình thì có sao bán vậy nhưng mà lắm lúc nhiều xe quá không thể nhớ được hết các bác nhá. Vâng, nhiều bác cứ bảo là hay chúng cứ nhớ nhưng mà thực sự là nó các bác là xe quá nhiều luôn. Nhà em đến hơn 500 đầu xe nhớ từng con được thì nói thật các bác là đúng là chỉ trí nhớ của Lê Quý Đôn thôi. Còn đâu là về chất em này thì được cái là trần này. Đấy, các bác nhìn quả trần nó uy tín như thế này mà. Toàn bộ phần trần của xe vẫn còn đẹp như mới luôn. Đấy, không hề lỗi lầm, đẹp như mới nhá. Trần của xe nó cứng đét rồi. Còn cột đinh hàn các thứ là em bao chuẩn chỉ cho các bác luôn nhá. Nên là em sẽ không quay đâu. Vì con này thì bảo đảm chất rồi. Đấy. Hệ thống lốp đằng sau cũng là đang sử dụng lốp đun lốp. Đấy, lốp dày. À, lốp 185/60R16. Con này la răng 16 phay rồi. Phanh đĩa đấy, phanh đĩa bánh sau, la răng thì không chảy xước. Và phần cua lốp thì không có mục mọt. Bác nào mà yêu thích cái dòng xe Mazda 2, muốn mua một chiếc xe biển thủ đô Hà Nội, muốn mua một chiếc xe đẹp thì cứ em này mà diễn thôi đấy. Đèn đóm đầy đủ sạch sẽ nhá. Logo này, ngon lành cành đào. Và nói chung là cái form hậu của cái dòng Mazda 2 này cũng là một cái form được rất nhiều người yêu. Đặc biệt là cái màu đỏ này nó rất là bắt mắt luôn các bác ạ. Hệ thống đè cảm biến lùi phía đằng sau này. Đấy, 4 mắt cảm biến đầy đủ. Đấy, có camera lùi hỗ trợ thêm. Đấy. Cốp mở nhẹ nhàng êm ái luôn. Chỉ keo thì không cần phải trình bày. Chỉ keo thì bao zin cho các bác rồi. Nguyên bản nhá, tất cả các cái lỗ này, lỗ thắt nước này nó còn nguyên. Đấy. Nguyên bản cho các bác luôn. Và bên em thì bán là có đảm bảo cho các bác đầy đủ nhá. Nên là các bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Đấy, lốp sơ cua còn đầy đủ, không thiếu cái gì. Lốp này thì dùng rồi, nên này em cũng chỉ giới thiệu qua vậy thôi. Chứ không như mấy con mà còn nguyên lốp thì em giới thiệu là zin cả dàn. À, lốp chưa thèm hạ, nhưng mà đây thì lốp đã thay rồi. Cái này thì cũng đúng thôi, vì 2016 đến bây giờ thì nó các bác là nó cũng 8 năm rồi. Nhưng mà 8 năm các bác mua một chiếc xe như thế này, các bác đã đỡ được rất nhiều tiền. Và con này thì nói chung là một chiếc xe mà nó cũng giữ giá. Đấy, thời điểm mua mới của chiếc xe là cũng đến suýt 600, hơn 600. Nhưng bây giờ các bác chỉ mua có tầm hơn 300 thôi. Vâng, nói chung là một cái mức giá cũng rất là mềm. Và chiếc xe này thì các bác đi thì form nó cũng đẹp hơn là những cái dòng xe đời sau. Vâng, cái dòng đời này nó rất giữ giá. Và nói chung là nó phù hợp rất nhiều người. Đấy, kiểu dáng trẻ trung này. Đấy, form xe đẹp và đặc biệt là cái chất máy của nó thì vẫn còn nguyên bản. Đấy. Đấy, toàn bộ sơn xi của xe là còn đẹp căng nhá. Và màu sơn của xe cũng rất là luật luôn. Cái màu này nó là đỏ đun, à, màu đỏ đun. Đấy, rất là đẹp. Và các bác nhìn nội thất này. Đấy, nội thất tươi roi roi luôn. Ngon lành cành đào êm ái. Đấy, mặt táp lô túi khí an toàn này. Tất cả những cái này nó còn sần, còn nguyên. Chứ nó không bị như kiểu là sòn rách hay là nó bị mòn. Đấy. Thế còn đăng kiểm phải đến tháng 9 năm 23. Đăng kiểm thì đương nhiên là đấy, nó hạn đến nơi rồi thôi. Vâng. Đấy, và chất xe các bác nhìn form tổng thể nó đẹp như thế này mà. Và em này thì nói chung là về độ chất thì không cần phải nghiên cứu nhiều. Đấy, máy số zin này, xe cứng này. Đấy. Tất cả các cái phần hậu xe là nó còn nguyên. Đây em sẽ mở đèn lên nhá, mở đèn này. Sau đó thì em sẽ mở capo. Đấy, mình lại bấm nhầm một cái ấy rồi. Bên cái phần nắp bình xăng với cái phần mở nắp capo ấy nó lại sát nhau các bác. Đây các bác nhìn quả đèn pha nó uy tín như này em ạ. Đấy các bác thấy chưa? À, cho các bác nhìn chói luôn này. Đấy các bác thấy chưa? Ánh sáng cực mạnh luôn nhá. Đèn gầm dưới thì là đèn halogen zin nguyên bản rồi, nhưng mà đèn trên của nó là đèn bi led. Ánh sáng cực kỳ mạnh. Đấy, chiếu sáng to xa rõ ràng. À, em này thì đang sử dụng động cơ K-Step 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng 5,5-6 lít trên 100 cây. Nói 6 lít thì chiếc con này mà đi đường trường đó các bác nhá, nó ăn xăng như ngửi luôn.
Đây có thể gọi là thánh tiết kiệm xăng tại thị trường Việt Nam luôn đấy ạ. Rất là bền và rất là tiết kiệm. Đấy, ốc 7 màu còn nguyên này. Đấy, chưa có động chạm nhá. Keo là còn nguyên này. Đấy, máy là còn zin. Zin từ mặt dàn cò đổ lên luôn đấy các bác nhá, đổ xuống luôn. À, dầu mỡ thì ok, không cần phải nghĩ ngợi rồi. Đấy, dầu mỡ đầy đủ, không phải nghĩ ngợi luôn nhá. Sạch sẽ ngon lành, không có hơi thừa gì cả. Đấy. Xe thì bao chất cứng và cam kết là không có ngập lụt nhá, không có ngập lụt này, không va chạm tai nạn ngập nước. Đấy, ABS đầy đủ, không còn thiếu cái gì. Và ắc quy của con này thì khá là to, khả năng đè điếc các thứ của xe là ok, không hề lỗi lầm nhá. Và các cái phần đầu này, đầu răng, đầu sườn các thứ của xe là còn ngon nguyên. Đấy, các bác nhìn nhá. Toàn bộ đầu răng này, đấy, tai đèn của xe là còn ngon nguyên luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hời đấy ạ, chỉ có hơn 300 triệu thôi. Đấy, một mức giá vô cùng yêu thương. Đấy, rẻ và thực sự là với cái giá đấy thì các bác cứ đến xem xe thì sẽ có làm giá thêm một chút cho các bác nhá. Đấy, cabo keo chỉ các thứ là của xe là còn ngon nguyên, đẹp và không lỗi lầm. Đấy. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua bên em xem xe trực tiếp tại cửa hàng Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Nói chung là các bác xem trực tiếp là kiểu gì cũng có giảm giá cho các bác thôi. Đấy, ok. Đấy, xe ngon bao chất bao đẹp như thế này mà giá thì thơm như muối mít các bác ạ. Đấy, và thời tiết thì phải nói thực sự là hôm nay thời tiết quá đẹp luôn. Nhìn cái xe cũng mê và nhìn chất sơn xi cũng như là về chất của xe thì quá yêu rồi. Vâng, và các bác nào mà yêu thì cũng đừng chần chừ mà tiếc nuối một con xe đẹp nhá. Alo cho em, chỉ có hơn 300 triệu thôi, rất là rẻ và thơm cho mọi người. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Siêu Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon lành bổ rẻ cho mọi nhà. Xin cảm ơn. Con này thì nói cho các bác là thực sự là đi sướng luôn. Đấy, ngồi bên trong cũng rất là thoải mái nhá. Xe đẹp bao chuẩn chỉ, không hề lỗi lầm. Đấy, lái lủ các thứ là ok. Em này thì được cái là cái khả năng linh hoạt từ cua quay vòng xe, cái bán kính nó rất là nhỏ, cũng như là cái khả năng đi lại rất là tốt. Đấy, bán kính quay xe rất là nhỏ luôn. Đấy, linh hoạt luôn. Đấy, em đi vào cái trong chỗ này thôi nhưng mà nó rất là linh hoạt cho xe. Đấy, và lại còn có đầu đài đĩa đóm đầy đủ các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Siêu Ô Tô. Đấy, còi rất là to. Ok các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.